Xin chào các bác nhé, em vừa về được con TZ100 lên sóng phục vụ các bác này. Ở đây thì là cái dòng TZ100 này là hàng bãi các bác nhé. Hàng bãi thì giá nó sẽ mềm hơn hàng đấu giá khá là nhiều. Đấy, một con TZ100 hàng bãi thì đương nhiên nói về hình thức nó không thể là nét căng như là hàng đấu giá đâu ạ. Nó là tương đối, nó sẽ có xước sát. Tiệt nào em bán hàng đấy nhé, hàng như thế nào thì nói với các bác luôn. Em vẫn có các cái hàng TZ mà hàng đấu giá rất là đẹp, TZ100 hàng đấu giá thì em bán là 10,9 triệu. Con này hàng bãi, bác nào mà không quá cầu kỳ hình thức thì các bác lấy hàng bãi này. Trên này em bán là 8,9 triệu nhé, 8,9 triệu cho con TZ100 này. Hình thức này, tất cả mọi thứ vẫn khá là ok luôn. Đấy, nhưng nó không nét căng như là đấu giá, nhưng mà nó là ở mức ok. TZ100 đời 2018 anh. CD máy là 0923. Cái dòng TZ100 này thì nó hơn cái dòng thường kia, thì thứ nhất là cái cửa điện đấy các bác. Cửa điện chạm tay cảm ứng này. Cửa điện đấy, tự mở. Thứ hai nữa là nó phím cảm ứng. Phím cảm ứng nhé các bác nhé. Menu của nó này. Đấy, các phím cảm ứng. Chỉ sấy các thứ đây rồi. Có công nghệ nano X các bác ơi, nano này, nano X khử khuẩn, trang bị thêm nano X khử khuẩn. Nhiều bác hỏi là cái dòng TZ này nó hơn cái gì, thì nó hơn dòng thường là cửa điện, phím cảm ứng và nano X khử khuẩn. Còn tất cả mọi thứ nó giống hệt như cái dòng TR bình thường. Đây là cái phiên bản nâng cấp của TR thôi. TH thôi. Giống TH có nhá, phiên bản nâng cấp của TH, còn không có gì thay đổi cả. Trang bị thêm ba cái tính năng vậy. Bên trong nội ngoại thất thì vẫn y hệt như TH, không có gì khác. Đấy. Tất cả mọi thứ bọn này thì không phải nghĩ gì về chất lượng nữa. Màu nhũ. TZ100. Chiều cao 60 phân ạ. Cao 60 phân các bác nhé. Chiều ngang thì vẫn 55. Econavi, chậm điện nhiều chế độ rửa. Chiếc này bán 8,9 triệu bảo hành 1 năm, giá chưa phí vận chuyển, chưa phí nắp, ship hàng Trung Quốc ạ. Các bác mua ở xa thì đặt cọc trước cho em con này 1 triệu nhé. Hàng to tiền. Phí vận chuyển 150.000, biến áp là 500 nếu các bác làm mua. Chào các bác.